con cá gì cả không? Ôi, ui, cá lóc, ui, cá lóc, ui, 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 em ơi, ui, đi, ai, đây nó tuôn xuống đây cho nó tuôn, ui, ai, mày, ui, ui, ăn cá lóc á, ui, 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 mày lên bờ là mình sai sát rồi, ấy, tắm đây đây còn đây, chặt nữa đây, ui, cá lóc kìa, ấy, em cầm cá lóc kìa. Ui, ui rồi này, không phải bắt nữa, để tao hất luôn, tí nó bắt. Ừ, anh ta đi, anh ta lên xem được con nào. Cái nó kia này, ừ. Ê, ừ, ta ta đi. Em. Ui, 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 hàng nó kìa, nó vào hàng kìa. Đâu? Dạ. Đâu, không phải bắt, không phải bắt, để đấy, để anh ta nó đã. Đi, đi nữa cho mọi người xem, lúc như loài. Mày lên dây xem thoát con nào không này. Ui, sao nó ra nhiều lắm nhỉ? Mưa là nó vào những cái chỗ trũng nhỉ? Con nhỏ thắt lũ nó đọng hết ở đây. Ui, nhiều quá. Ui, mày lên mày cho mọi người xem đi lên. Ui, nhiều lắm mọi người ạ. À. Ui, đây này, đây có con này. Ui, nhưng mà nó chưa chắc lắm. Để nó tí nữa bắt ta hết nước bắt. Ui đời bên này này, nhìn này. Ui trời trời trời. Đây đây đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Thôi không phải bắt tí nữa. Lấy xô bắt luôn được rồi. Ui cắm trên nhện cỏ này. Ui ui ui. Ui ui. Ui. Đây này. Ui. Sao? Ui đời. Bắt đầu cạn rồi. Đây này. Cạn là. Ui chạy lên bờ đi để tao tắt. Lên bờ đi. Đây đây. Đây xem có con nào trong bị dính vào trong này nhá. Cần hết nước rồi. Ta đi. Làm kỹ không được. Ta lên đi để đấy. Cho lâm nó chạy bên này à. Đấy, đứng đấy xem nhá. Tự nó xong, xong nó lên đấy. Đây, nhiều lắm. Ui, sẵn nhặt rồi. Nhắm vào mương. Đây, có con chú kia này. Ai. Theo. Ui, để anh em ta lên cái chỗ này tao hoàn chưa. Được thật đấy. Cạn rồi đấy, cạn rồi đấy. Mày không đem cái xô này. À, mày nhặt vào đây đấy. Mày nhặt vào vơi. Đây, đây. Đây rồi ạ. Đây đây, xuống đi nhặt dần đi. Nhặt dần đi, nhặt vào vợt này. Nó trơn lắm. Trơn thì mới phải tát chứ không thì mẹ bắt rồi. Này không ai biết. Sao cái vợt này á? Đây mất con. Đấy. Đây nó lên. Ui, nó chạy mưa này anh ơi. Ui. Đây. Ui giời ơi. Ui, dưới này nhập chặt quá chú ơi. Trơn mình sẵn nhặt rồi mà. Là thế nhắc không? Trơn thì không phải này hết. Trời ơi, 4 con, 5 con. Trời ơi, con này nó đang đùn ra này. Con này đang chơi ra này. Kệ nó. Con cá to lắm. Đâu? Đó.
Đâu đây này, nó vừa ở đây này. Mày tránh ra, tránh ra. Không thoát được đâu đâu, kéo nó rơi vào hang rồi. Ê, đây, đây, đây. Có gì đấy? Ai? Tránh, tránh, tránh. Đâu rồi? Tránh, tránh. Ai? Đây, 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 đây. Cái gì đây? Lóc. Cá lóc, cá lóc. Mày là vừa ấy. Ai cá lóc? Anh em mình mỗi người một con. Thế này anh ơi. Cá này nó cứ chui chui ở trong này. Tránh ra, tránh ra. Đây, 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 đây. Ui, đây, đây. Đây, đây. Đây, có mọi người xem. Thấy chưa? Thấy nó chưa? Đấy. À. Đây này, trong này cũng có này. Thôi bới nó ra anh ơi. Tao móc nó ra đã. Ui, 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 4-5 con này. Nó sờ thì lúc nhúc ấy. Này. Ra đây. Ra đây không? Một túi hết rồi. Một con này. À, lúc sâu thế nhỉ? Ở đây. Ôi. Nó cứ cày bùn anh ạ. Đây này, hai con. Ủa, một con còn nó vừa sâu lắm. Nó vào hai hàm hẻm đá. Nó trong bụng đấy. Chọc ra rồi nó còn dịch. Đây đây, mày đổ đổ cái này vào xô đi để tao lấy hơi vừa tao hết. Hả? Tránh ra. Đấy. Cái này, cái này. Anh nhìn em bắt con này trong hang này. Ui, dồi ôi. Anh ơi, con lươn này. Từ từ, từ từ, đang đổ hết rồi đây này. Anh em này. Ai, đỉa. Đỉa nào, nó vừa bám chân em đâu. Nướng luôn, đỉa luộc. Trời ơi, đỉa lắm lắm. Thế mà còn đủ mau đệ đang tổ tài mọc cua được không? Ôi thả cho nó. Mày em người tay người ta. Vẫn được à? Chả được em bóp nát đâu rồi. Thôi được. Còn không? Mò cho người cái hàng ấy. Còn đâu để đấy, nó lại để rốt. Cầm trái trái về. Ví, tạt mãi với tao rồi. Cả buổi sáng. Được chừng này mọi người ạ. Ấy con cá kia đâu, mày nhốt đâu ơi. Đi lên bắt nốt. Thôi, tha cho nó. Tha cho nó. Đổ rất đầy, mình rốt đổ luôn vào đây đi. Cả lóc rồi. Ui. Đấy, như còn có cả. Hàng lại chả bá lại. Ai.
một chú ếch ở đây à? Tao. Bắt vào. Nhốt được cái bãi này. Thì có chỗ nào nhốt đâu? Đấy rồi, đi về đi. Thôi, anh em mình có chiến lợi phẩm rồi, đi về. Mà sớm á. Ui, thằng chú ấy à? Không, chiều. Em rửa tay á. Đây, toàn bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Trời, hôm nay chị mình có cái vụ nữa. Còn hết cả quần áo ấy. Tắm ngay vừa. Ui. Đây, cho đống này để cho chiều chiều cho nó. Ấy, con trục trục dài đâu? Ê đi. Ờ, mất tôi rồi, ở ngoài cánh nhé. Thôi lúc nào đi bắt. Tao biết một chỗ có nhiều con trục trục dài này lắm. Trên sườn núi ấy. Trục trục dài á. Bây giờ anh em mình mày vào lấy muối đi. Anh em mình sẽ đi làm món ok, để em chạch, đi mua đó. Chạch chiên giòn. Những ngày mưa lũ này có bỏ món, ăn hết muối rồi. Có món chạch này cực kỳ ngon. Đấy, xà. Chạch phích này. Mày điên. Đấy, thôi đi. Lên muối. Bóp cho nó tươi lươn hết đi ra. Chạch phích này. Mưa lũ về này. Kiểu gì cũng đấy. Nhưng mà cái ruộng cỏ đấy hôm qua thấy người ta cắt mà người ta không biết nhỉ. Nó ở dưới nước ấy. Hôm nay anh em mình đi qua thế, cứ đi, vạch. Nó vãn nước đi. Nó về đấy. Lấy thùng, tát ngay lập tức. Lấy muối đi. À, cứ ra đầu nghĩa lượn lượn lại có cái gì ăn. Lấy muối. Đói. Đây, cho mọi người xem. Đây là tao chiên. Chiên đi rồi. Hả? Tao chiên lên còn gì? Xào. Xào gì? Anh đi lừa. À, hơi có một chút gọi là lớn kỹ thuật mọi người ạ, đây già nhưng mà thơm ấy. Này mày, nhà mày vừa chết thêm lợn đúng không, dịch đúng không, thằng nào mày biết tại sao không? Bio ga là mày hết ga. Lợn chết hết rồi còn biết hết còn cái ra ỉa đâu mà ga thì em mà còn đốt được tiền nhé mày. Này con bò ỉa mấy em ỉa là đủ rồi. Hết sạch tao thề mày nó rửa sạch đi tao dù nè cố à. Nấu rán thì sao ấy? Không phải. Đâu, anh... mày hết ga. Ui. Con này có trứng. Em chưa bao giờ ăn trứng chạy. Đây. Trứng đâu? Ăn đi. Mới các bạn nhé. Nhìn trứng ăn con này nhé. Đây mày phải quấn vào lá. Đây. Sốt chắc. Quên mất là mình lại mỉm cười mất. Này, anh lại còn anh nướng. Tao thể vậy. Anh còn nướng. Nướng cái gì? Em nhìn thấy nó cháy em đi mà. Tao không đặt cái này lên. Tao thể mày giỏi đấy. Cả một cái đĩa lá lốt có một lá trầu không mà mày biết. Lá lốt đúng rồi ạ. À. Đây, mỗi lần lá này lá trầu không rồi. Thôi anh em. Em nhìn thấy nó khác hẳn luôn, nó cứng nó khô. Cái này mới là lá lốt này, mịn này. Còn vết nhỉ. Ăn gì để tao cuốn? Hả? Ai hỏng xe quá anh nhỉ? Đấy, em ăn quên, mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Ngon lắm. Ngon đấy, mà ăn trứng béo. Mình bỏ đầu. Mềm vãi. Xô. Đấy, thưởng cho con mèo. Mèo 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 đấy. Mèo đây. Thưởng cho em này gọi là em gì nhỉ? Mèo. Mèo xô. Chuẩn bị thịt được mọi người ạ. Chuẩn bị thịt lập cho. Bao nhiêu năm nó thật không để. Nhiều người bảo thịt con này xanh cỏ hết rồi đấy. Nó có để mà thịt trả thịt. Nó được đấy. Được thì giải được không? Tiến rồi. Được. Có mỗi cái cuộc đời mày tiến thì mày giết nó đi cuộc đời. Tiến rồi rồi. Hay là cái lúc nó có chim nó đi 4 ngày không? Thế thì mày giết nó luôn đi mày. Đấy là gì? Nó cho nó ăn uống thì làm gì nữa, chứ béo lên thì thịt chứ còn gì nữa. Này là lỗi kỹ thuật chứ không chiên giòn nó lên thì ngon lắm. Ăn mày mơ. Chín là được rồi. Tại mày ấy, hết ga rồi. Con nào có trứng không? Con trứng ngon lắm. Ui. Đấy, thiếu thì con có trứng. Mày cũng nhỉ. Tại là đánh cho mày hết ga chứ không. Có kỳ ạ.
Đùa, lợn thì vừa dịch chết hết rồi. Đâu ra yoga này? Tôi ăn cái đồ. Tôi ăn cái thân, cái khô đó. Ăn cái nó mềm ngon hơn. Ngon. Tắt nước ngoài kia về đói nhỉ? Nè. Đó thì đớp đi. Ra đồng tắt nước ngoài đói lắm. Tăng cho lá và tăng thứ nhất thì lá nào là nước, lá nào là đậu. Ngon thì ngọt quá. Đánh lửa em á, không có đâu sói á. Nước đây này có mùi đâu. Đi ra phải to mồm cắn nó phát hiện nó có mùi chút. Đánh lửa chứ. Đánh lửa chứ. Người biết con gì anh ngửi không? Con mèo. Mày biết được cái con gì à? Con chùm chùm dài dài lúc nãy tao này không? Dài dài như thế bắt rồi. Con này ngon lắm. Nó ăn hết rồi không biết. Thế, nó nào nó dẫn đi bắt. Cho cái lưới á. Con này ngon lắm. Con đấy nhá. Một ở ngoài sông, hai ở cái núi. Con này ăn chỉ ngon được, xưa không ngon được. Ngon mà. Thì nó béo ngậy à. Đấy mà rán tròn này cả xưa ngon. Tôi ăn chỉ tôi còn xương để cho chó ăn nữa. Đây. Đấy, thưởng. Không phải bới, con nặng thế. Con nào thì nó đốt ăn cả lóc nữa. Ui, sao không nấu luôn? Thì nữa, ăn chạch á. Hiện tại nhà mày hết đấy đấy. Chứ không ngon lắm rồi. Anh nấu ạ. Chảo thì không chắc. Này, anh làm như kiểu món kịch thích của em ấy. Nhìn ạ. Chảo thì không chắc. Ga thì hết. Bố làm nó được. Bây giờ ăn nó cứ Bê lầy. Hay không? Bê lầy. Chả thế. Nhiều. Em chỉ ăn không có trứng rồi. Ăn hết trứng thì còn thịt thì tí nữa cho chó. Là thịt trứng ăn. Nào. Không thiếu à? Chả thiếu. Đấy, lấy đi. Ăn trứng cá lóc ăn sướng. Trứng cá lóc, trứng cá lóc đâu? Đồ phi, thơm. Không có trứng mấy à? Được, mày bới bên này nhá. Không phải em thấy mày rồi. Không phải thấy mày con nào. Anh nhường đi. Nè. Mày, cái loại mày chó gọi mày cụ. Loại này cái giống này nó không tham cái gì. Không gì cả. Này, em liếm mày đấy. Không cho trứng rồi.